Rồi bắt đầu đi anh ơi. Rồi nhá. Bắt đầu đấy, em mở em rồi, mở rồi đấy. Xin phép các bạn nhá, để tôi phát trình cái này phát. Phát trình. Này cái này nặng quá phải nhờ người không nỗi nặng quá đâu. Giữ lại cái tem này nhá. Giữ đấy, không không là nó có vấn đề gì không hành được đâu. Cái tem này nhá, nó còn nguyên trinh tem đấy nhá. Cái này màng trinh dày lắm đi. Mỗi khi là mỗi mình anh làm, anh phải tự quay có cái chi cót ở đây. Rồi. Này là Xuân Vũ nhé, mua chính hãng hẳn hoi đấy. Ừ, nó tem của nó luôn à? Được đấy, đấy. Hàng chính hãng mà. Đấy, bóc không làm sao, không ảnh hưởng đến hộp của nó cơ. Còn đổi giá được. Nói chung mà nó cơ sở uy tín thì bọn nó có được tích điểm trên đấy không? Trên, có chứ. Trên hệ thống không? Có chứ. Ui, mà nó bọc cũng được đấy. Bọc quá chắc chắn. Quan trọng là cái bọn vận chuyển thế này, mẹ nó bọc là một chuyện, vận chuyển như thằng mấy clip trên mạng thì ăn cứt. Nó ném luôn hết. Ui mẹ, loa đẹp vậy đấy. Đây, quy định bảo hành đây, giữ nguyên. Thôi rồi, cái này giá này, giá niêm yết là 1.750.000. Đấy. Đây, bóc bên này. Loa đây. Bóc bên này. Cứ bình tĩnh. Phát sinh xuống nhé. Đời mình nay lại được lần phát sinh như này. 750.000. Đây. Xem đi. Trời, đây là cục sạc, cục sạc, cục sạc. Đấy, đẹp không? Này, cục sạc này các bạn. Ui giời. Thì đấy, bảo hành à? Chắc chắn được. Được của nó đấy. Bây giờ là phải mở nguồn lên đã. Bỏ cái dây bóng đi. Bình tĩnh. Tôi mua con dao này chỉ được thực hiện cái clip này rồi đấy. Vãi trưởng không? Rồi, mình thấy nó phát huy tác dụng. Anh em xem tôi mở cái này không? Ở đây nha, cái này nó tự dính với nhau, không phải tôi dính đâu nhá. Rồi, ừ, khá to nhá, mà đi mà lại cũng khó phết. Bây giờ là bây giờ tôi bật nguồn. Có. Bật giữ một lúc, bật giữ một tí. Lên chưa? Chưa, bây giờ nó có đèn này đấy. Rồi. Đây rồi anh em nào. Ấy, anh lấy điện thoại của anh thử đi. Rồi, em nói tiếp về cái hoàn thiện của con đốt này. Thì đây là cái công suất, đây là cái thông số của nó đây. Có hai cái loa 10W hai bên này và một cái loa siêu trầm 12W, tổng cộng là 32W. Sản xuất tại China luôn. Đó. Thì đây là mặt trên này. Thì cái hàng phím bấm này nó làm theo dạng bong bóng ấy. Và cái bên dưới của nó là cái dạng giả kim loại phay xước. Đây là bốn cái đèn báo trạng thái này. Nút nguồn. Thì cái hàng bấm phím bấm này bấm cũng khá là nảy. Nhưng mà không thích bằng cái bấm, không thích bằng cái phím bấm của con PK3 này. PK3 bấm sướng hơn. Và cái hoàn thiện của con này em không được thích cho lắm. Thứ nhất là cái 40 góc này, nó để lại họ hoàn thiện không được tốt, họ hoàn thiện rất là ẩu luôn. Cái ba phê này còn thừa rất là nhiều, cầm rất là rờ và rất là gợn tay, bốn cạnh luôn. Đây nữa và đây nữa đều bị như thế. Và đặc biệt là cái cạnh này này, cạnh này rờ vào rất là gợn tay, gần như muốn đứt tay, rất là sắc. Sau này có thể là mình mài cho nó bóng lại, cho nó bo lại, cầm nó đỡ gợn tay hơn. Đây là mặt sau này. Mặt sau đây thì có cái cổng nguồn 12V 2.5A này, cổng 3.5 này, có cái khay chỗ cắm thẻ SD này. Em rất thích cái loa có cái chỗ để cắm thẻ được, vì khi đó nghe nhạc nó tiện hơn. Mình chỉ cần góp nhạc vào thẻ rồi mình bật là nó lên luôn rồi. Khá là hay. Đây có bốn cái chân đế cao su ở dưới này. Giữ cho nó vững. Và thế thôi, nói chung là hoàn thiện của con này so với con PK3 thì không được bằng. Và nó khá là nặng. Nặng với gấp 3 lần con PK3 này. Vậy thì cái chất âm của nó như thế nào?
mình sẽ cho các bác thử nghe. Đây, cho tốc rộng là mình sẽ nhìn được hai cái luôn. Thế đây, em sẽ bật hai con lên. Còn PK3 này em sẽ để mắc âm lượng nhé. Và em sẽ dùng cái em sẽ dùng cổng in của nó cho nhanh, đỡ phải kết nối Bluetooth cho lâu. Đó. Còn PK3 này em đang để là mắc âm lượng rồi nhé. Và em sẽ lấy nhạc từ máy tính. Thì cái mặc nhạc từ máy tính em đang để là 50%. Chờ em tí. Đó, em để 50% ở nhạc ở trên máy tính nhé. Và nghe thử nghe bằng con PK3 như thế nào. Đây là con PK3. Đây sẽ là con tiếp theo, lại là con đốt đây. Đó, em cũng để mắc âm lượng rồi. Cũng nghe cái đoạn nhạc đấy. Rồi. Đây là mới 50% công suất thôi nhé. Bây giờ em sẽ để mắc âm lượng của cái máy tính lên nữa xem nó thế nào. Con P sẽ nghe bằng con PK3 trước. Em mở mắc âm lượng của máy tính lên nhé. À, em mở từ từ lên. Rồi. Đây là nhỏ nhất này. Tăng dần nó lên này. Âm lượng cho các bác nghe mắc âm lượng của con PK3. Mình sẽ sang con đốt này xem thế nào. Rồi. Bắt đầu tăng dần lên. Mắc âm lượng là mắc âm lượng của cả hai con loa rồi đấy. Thì con cầm con này này nó rung dữ dội luôn. Con PK3 này cầm nó
đánh khi mà nó đánh mắc lên thì nó cũng rung bình thường thôi, nó phải rung một phần là do cái nó có cái loa siêu trầm này nó đánh bass tốt hơn. Thì đó, đây là cái chất âm của hai con. Thì đương nhiên là cái con đốt này chất âm nó cho cái âm lượng lớn hơn nhiều và cái bass cũng cũng lớn hơn nhiều. Tuy nhiên thì mỗi con nó có cái hay của nó. Thì con BK3 này nghe cũng vẫn là rất là hay. Ví dụ như con này nghe ấy, thì nó em thấy là nó chất âm có vẻ tối tối hơn con PK3 này. Cơ bản là vì nó nhiều bát quá. Có thể là bát con này hơi thừa một tí này. Nhưng mà nói chung là cơ bản là em thích bát nên là nó cũng khá tốt. Còn nhiều bác trên hội nói là nên mua mấy con JBL hoặc là mấy con Sony ấy. Thì đương nhiên là những con đấy thì em cũng chưa được tiếp xúc nó, nhưng mà em nghĩ là cái bát của cái con này cũng rất là tốt rồi. Và nếu mà có mấy con kia nữa mà để mà trải nghiệm thì mới biết được. Chứ còn nhiều khi là mỗi người tai nghe một cách khác nhau thì mình cũng không thể đánh giá được hết. Thì đã đánh giá của riêng em thôi thì là cái con đốt này chất âm nó hơi tối một tí. Nghĩa là nghe những bài nhiều bát ấy, nó gần gần như là cái bát của nó bị lấn những giải khác một tí. Nhưng mà được cái là nó có thể mang đi lại được, tuy nó vẫn to nhưng mà vẫn có thể mang đi lại được. Còn con PK3 này mang đi lại rất là dễ dàng, mình chỉ cần để vào cái túi nhỏ là mang đi được rồi. Rồi, ok, thì đấy là cái bài trên tay nhanh của em. Cảm ơn các bác.